cà phê. Uống nhiều quá tâm cũng được đây. Nhà làm vị trí còn qua đây nè, À, xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hưng Cù Lao nha. Chào cả nhà. Bữa nay bà cậu nói thèm gà gỏi măng cục. Cậu chào các tình yêu chưa? Cậu các tình yêu chào rồi, chào các tình yêu, chào nữa, chào hoài. Bữa nay gia đình Hương thì làm cái món gỏi gà măng cục nha cả nhà, cũng có nhiều cô chú anh chị chia sẻ nói là làm cái món này nó đang hot. Nhưng mà ở chỗ Hương thì không có, thì Hương cũng được một người chị gửi tặng á, gửi tặng cho mớ măng cục nè, nãy giờ cũng gọt rồi. Rồi bữa nay Hương lần đầu tiên cũng mình trải nghiệm cái món này luôn. Hương có chuẩn bị được con gà nè. Rồi hồi nãy mình nấu cháo thì mình lấy cái thịt mình chọn gỏi luôn. Đây là gọt được trái đầu tiên nha. Một lần á thì bình thường trái đầu tiên thì ngon hết chứ. Cái gột hay không? Đúng rồi, cái đó mình chắc phải ngâm nước chanh. Đây nè, có chuẩn bị nước chanh. Chuẩn bị thay nước chanh nè. À, cái món gỏi măng cục này thì cũng thấy trên mạng cấp này hot quá. Rồi cũng mấy anh chị kênh khác cũng làm gầm gộ. Rồi hôm nay thì cũng được số măng cục nè. Rồi gia đình cũng làm thử nha. Rồi chưa biết kết quả như thế nào thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cũng như các bạn đón xem là cái kết quả của món gỏi măng cục của gia đình Hưng Cù Lao ra như thế nào nha. Gạo gầm mới vẫn tiệt giống mà. Không có hả? À? Bên mình hết gâu găm hả cậu? Chết trơn. Con bên đây sẽ sạc con gầy ra gạt nó, giờ nó vàng rồi, nó đổ chỗ được, đắt cái chỗ đó làm như là nó hết tốt rồi. Tốt hả? Hết tốt. Còn vài bữa nó con bứng ra con trồng chỗ khác. Bên đó là thấy tốt. Chỗ thấp thấp đó là trồng tốt lắm á. Ta đều thấy rồi. À, cô chú anh chị xem hôm nay bà cậu có bộ đồ đẹp không? Em thấy bộ đồ này hơi bị bén đấy nha. Các tình yêu ơi, khen không? Thằng đó nó khen dữ quá rồi đó. Con mà thấy lớn tuổi, mặt nội thì nó sạch, đẹp lắm. Tranh với bộ chấm bi của cô Hương. Không lỡ cái bông này đâu, cái bông này dữ lắm à. Bông này đẹp ha, còn mặt xa quá. Lâu quá mới bận lần nha con. Chứ không được bận hoài, bởi vì lâu lâu bận lần nó khen, nó nói chịu không nổi, nó thương à. Ừ. Thường khi, thường ngày thì ship bỏ ông tủ không à. Ship không à, không có mặt, hà tiện lắm cả nhà. Kiểu như cò hồi xưa tới giờ vậy đó. Hồi xưa dạng như hồi đó cũng đâu nghe cò kể là đâu có quần áo đâu như giờ đâu. Cho nên là bây giờ có gì. Cái thai cái đổi rồi còn không gần nữa. Dạ, yeah, bởi vì bây giờ có cái tiếc lắm. Không có mặt phung phí. Hà tiện còn giờ có bạn bù đó, hồi đó thì nội. Có giờ mặt bù đó. Hà tiện nhưng mà số thì quánh lâu lâu quánh con hay con. Quánh đi. Số. Ồ, các tình yêu chịu không đó để nói quánh số rồi. Nó nhỏ nhỏ thôi. Biết các tình yêu biết chịu không mà nó quánh số. Quánh số. Các tình yêu không chịu đó. Các tình yêu nói chịu, đánh đi. Đánh ngàn thôi, đừng đánh nhiều. Con ơi, nói thiệt chứ không dám quánh đâu con ơi. Tại vì quánh số. Nhưng mà hồi trước á, cỡ khoảng trước á là ở bên mình bán 1.000 là 1.000 lô là bao nhiêu tiền Việt Nam? Bao nhiêu ngàn? 700. Không. 700 chút rồi 700. Không, lô á. Lô á, 1.000 lô là mua bao nhiêu tiền mình? 1.000 á. Mua một con ngàn á là bao nhiêu tiền mình? Được, người ta quên rồi đó. Nhớ thử coi. Nhớ là 100 thì chút 700 đó. 1.000 chút 70.000, 100 chút 700. 1.000 chúng 7.000. 1.000 chúng 70.000. Dạ trời. 10.000. Quá bà con ơi, lâu quá quên rồi. Đó đây ông vậy mà nói không số. Thôi bỏ đi, nói quánh số là ngoại ghét.
Không, ở ngoài người ta quánh số dữ hơn mình đó. Đừng có nói dốc. Điện toán gì đó. Điện toán gì đó. Nước ngoài á, mua đó. Mà nhưng mà nghe nó mấy ngày mới sổ lần mà trúng cái là giàu luôn. Đánh trúng một cái cả tỷ tạ. Tỷ phú giống như là mình ở đây mình trúng đặc biệt chứ. Chỉ chúng như mình ở đây chúng việc lót vậy đó. Sao gà này mình đặt vô luôn đó. Hôm nay thì gia đình làm cái món gỏi gà này thì cũng có chuẩn bị cái bắp cải nè, với con gà gót để mình làm chung nha. Bởi vì bởi mình xin cái bà già đó đang ngoài ổng là bởi vì mình nuôi. Gà ba gà đó có ba con mới gầy giống gà nữa rồi. Trời ơi, đen thui nó đi một bầy vậy á. Ba con mới gầy giống gà đó, gà đó. Nguyên gà đen không có hồn. Ừ. Mấy tới mấy bầy đó. Vậy là con gà cháu có đẹp quá. Ừ. Gà đen không nhóc vậy. Ừ. Nó con gà nó nở có con một à, một bầy mười hư hết trơn, có con một à. Tao nói, thôi con nó mà cho tao đi, tao để máy. Nuôi được mấy con gà bác, ông liền không? Ông được khỏi trả đồng bạc nữa. Cho ông ai ở cho ông có một con còn ba con bán nó dạ. Nó không trả đồng bạc nữa tới giờ đó chính dạ. Là về rồi nè mày lớn mày lớn mà bán gà đá mày lớn nuôi gà đá mấy 97 tuổi tết này 98 nuôi gà đá bán cho cháu cho tí. Thôi các tình yêu ơi, đừng có tin nó nói láo không, các tình yêu ơi. Bắt đầu nói tình yêu nghe hết trơn rồi, bắt đầu nói bán nặng cho ông được đá thì không có tiền gì. Nói nghe trơn rồi. Vậy thì bể rồi ha. Bể rồi. Ừ, quên nó tiền cái chạy giật luật sư đi. Bể rồi. Nuôi cũng được 4 con à. Được rồi, nọ nuôi được 4 con gà phải không? Ừ. 4 con gà tốt. Thôi phải quên. Nói rồi quên. Thôi Hương sẽ dặn gia vị vô cái này. Hương sẽ cho con gà vô luôn. Mồ tật mày. Con còn con nhỏ con, nếu mà con mà vô làm đặc biệt con mà hiểu nó nói chuyện đó. Quay lén nha cô chú anh chị. Cái là bà tại bà 73 gì đó em. Tuổi á. Già rồi. Mà trời khiến cho bà mua bà rứt 2 miếng là cây chốc vậy. Con 71 á. Vô đặc biệt luôn. Đặc biệt 28. Quá trời luôn rồi. 28 nhiêu tiền con? 4 tỷ. 4 tỷ hả? Một tấm 2 tỷ. Trời ơi. 4 tỷ. Còn nữa còn có trúng số chỉ là còn rút 2 tờ chờ còn trúng rồi vô 4 tỷ rồi còn làm gì là còn. Trời ơi. Chắc tao khùng rồi. Tiền vẫn có hết chứ. Ờ. Chứ đó ở nhà đếm tiền hoài đúng không bà? Không. Bác. Cái màng cục này nằm thấy nó cũng khó lọt quá cô chú anh chị. Mình phải lọt theo cái giọt nước vậy nên thôi nó bị mủ. Mình lấy làm đàn bàn nắng là thấy nó bị mủ. Mình gọt vậy này mủ nó ra nhiêu là cái giọt nước nó sẽ trôi đi hết. Thật sự thì gia đình cũng làm lần đầu thôi thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Cũng được nhiều cô chú anh chị chia sẻ cái cách làm gì nè, rồi mình thấy rồi mình làm theo. Khó làm đó, gỡ ra khó lắm. Vô tí phân. Vô tí phân này cho nó gà trái non nó đậu. Con không gãi phân này vô nó bị dợp. Cái phân này nó có kali á. Tí vô nó đậu trái. Cái gà nổi nhất. Bông này cha gãi luôn đi, thấy nó cũng để xinh. Để phân kia gãi được, phân này gãi được. Leo qua đây nhìn đẹp lắm cô chú anh chị. Gà nó cũng chín rồi, giờ Hương vớt nó ra. Mình vớt ra cho nó nguội xong rồi mình còn xé nó. Nó ngon ha. Giờ tôi lụi. Em vớt cái giò nó ra luôn này. Rồi anh bưng nắng nè. Ê, còn cái mềm. Rồi. Ghim quạt gió cho nó cho hành với ngò vô luôn cả nhà. Bữa nay mình nấu
đột sức cho nên là không có nướng gơm. Buổi chiều mình không có nướng gơm được. Rồi rồi, đưa bao tay, đưa bao tay. Đưa bà con nè, đeo vô. Đấy, xé gà, xé gà. Xé gà. Đeo bao tay vô xé gà. Nè nè, nó phải đeo bao tay vô. Cắt gà đi. Nhà này có xé gà, để con gà này dành ôm. Gà nó muốn lên mỡ. Đẹp quá ha. Ông chồng bắp quá ăn. Những da nè. Da gì? Da chẳng hay à. Da. Còn bắp khói luôn. Chị hai cho nó gà mà ăn bắp trong với gà nó ăn lúa nó khác nha. Bữa nay thật sự là cái món gỏi gà măng cục này là gà này là xứng đáng rồi. Gà này nó ngon. Mặt quá ăn gà. Gà gà của anh Mập là nuôi gà quá chị rồi. Chị thấy anh Mập nuôi gà ngon đó, chị nói để chị gửi măng cục cho anh Mập có gà cái làm món khỏi mua gì hết. Cái ớt không sập không giờ này đúng chút rồi cái gì chứ nuôi cũng vui á. Sáng nè cho ăn giải bắp rồi cho ăn thấy nó ăn cũng vui đam mê lắm ạ. Giải bắp xong rồi phải không, cái quay ra cái cho cá ăn ngày hai giác. Sáng giác cho gà ăn, cái đầu quay qua cái gã thức ăn cho cá. Khúc cái... kia sao không kể? Khúc nào? Khúc mà sáng ra rồi hốt rồi đó. Cái dâu gà đó. Không gà. Không, gà có cha nuôi là cha dạy nó biết nghe vậy nè. Chịu ra ngoài. Cái chơi cái nuôi vui lắm. Chờ cái câu câu của nó nè. Đi xin bài nữa. Dạ, dạ, để bữa nào con về con xin thêm bài nuôi nói theo á. Con có ba nhà máy rồi nội ơi, nó cũng đang đẻ rồi. Làm như nó muốn chín cái nó có cái hộp hết chứ. Cái hộp nó đen. Cái hộp nó đen ha. Mà sắc mình thấy nó ngon, nó đẹp quá. Đẹp nha. Đẹp. Chị không trộn không đi, trộn cho nó thấm thấm một chút. Cái trộn gỏi này đó nè, cái này là cà rốt nè, dưới bắp cải. Củ hành tím nè, chân chay luôn. Mình không có xài bắp cải tím, mình xài củ hành tím đó. Mình có gọt ra ngâm nước đá rồi. Mình cho một ít rau vô, mình còn trường ít. Đậy tha luôn nè. Cái này là cái nước sốt nè, Hương làm mà chanh, đường, muối á. Hương vậy rồi, nãy giờ Hương sẽ cho em. Mẹ có đúng không? Thôi ăn đồ ăn nè. Cầm mà rung rung vậy. Trời ơi, béo. Cái là mập lại nè. Trời, làm miếng không? Nó đè mấy bà già nó dơ vậy à. Ừ. Nó dơ mấy đứa có ganh á. Ăn nó khỏe. Kìa, cậu hai với Dượng Út về tới rồi kìa. Đi cắt cỏ cho bò ăn cả nhà. Hai với Út Tính. Béo quá rồi. Quá trời ơi. Gà có mập nuôi quá trời da vàng lên ơi. Vàng ăn lúa là nhiều. Mình chọn nó có nhiều loại nhưng cả nhà mình ăn nó ngon hơn. Cao nhóc đập đổi thêm vô. Nói để thấy. Dạ, chút con để thịt vô con mới để thêm nữa. Mình cho gà vô. Nó mang cục vô luôn. Gà vô, còn hành phi đó là chết. Hành phi hồi mình giải lên mặt thôi, mình cho vô miếng đi luôn đi. Vô miếng thì hồi mình giải lên mặt. Rồi nãy chị thấy cái quýt để chọn nó để cái quýt đây. Ý cái này mình hình như mình còn phải đâu, xài đậu phộng nữa. Đậu phộng. Hôm nay mình không có chuẩn bị đậu phộng mà. Mình nhập liệu còn mới không bên cái này. Mình hấp dẫn cả nhà. Cái miếng măng cục của mình nó đẹp chưa nè. Hồi mình cặp miếng măng cục với miếng gỏi ha, miếng thịt ha. Cái này chị thấy người ta ăn với gì? Bánh thùng tôm. Bánh thùng tôm nữa. Để nó vô, cứ bỏ vô chọn cũng...
Dọn chén này ở đây chị hút ra luôn á. Cái này đợi nhậu hết chảy. Nó già ha. Cái món này mà bữa nay nhậu thì chắc quậy luôn. Là nước quá à. Đi. Cái món này mà bữa nay nhậu là quậy luôn. Nhậu mà quậy luôn, nhậu mà quậy luôn á. Quậy món, gì? Món này nè. Nó ngon quá. Dạ cỡ này quậy chắc vậy đó. Ăn ba ăn cháo ăn cơm. Cơm có cháo. Ừ. Cháo luôn nha. Gì kỳ vậy Liễu? Này mấy con. Gì mà tao kiếm thịt không có. Ai làm gấp cái nồi. Trời ơi gấp gì dữ vậy? Con ba rồi về ăn cháo với tụi con. Có ba bát nè. Có. Ăn cơm không? Sắp ăn cháo. Đi lại cho phải cho nhiều. Đi ăn gì? Ăn cháo ăn cơm. Còn thứ ăn cháo lắm. Dạ. Nhí thì ớt. Đây mới ớt. Thấy bển người ra bên đây. Nói chuyện nhiều chút. Nhấp cái da cho nội nha. Ngon. Quá trời ngon. Chà gì đâu kìa dẻo. Ăn thịt vô đây nội. Rồi, mà cả nhà ăn cả nhà ăn cháo nha. Ăn cháo gỏi gà măng cụt. Ngon. Ừ. Mời cả nhà. Mời đi. Mời cả nhà ăn cơm với cầu con ơi. Rồi mời cả nhà luôn. Ăn với cầu nha con, cho vui. Cái miếng măng cụt nó ngon. Ăn đi. Măng cụt ăn nó giòn giòn ngọt ngọt. Cầu không ăn cháo hả? Không, cầu ăn cơm. Ăn cơm. Cầu bây giờ nói chuyện nhỏ không nghe cô chú anh chị. Bữa nào ăn thịt giò. Ăn đi nội, ăn cái da nè con. Mà có cái đồ đeo lãng tay của cô kia cho mà không chịu đeo. Nghĩ đây mà chị về. Qua nữa chị ơi, ăn gỏi măng cụt với em nha chị. Ăn gỏi gà măng cụt nha. Thương mời mấy bạn trong công ty luôn nha. Ăn gỏi gà măng cụt ngon quá cái mấy bạn ơi. Mời cả nhà ăn cháo luôn. Mời cả nhà ăn cháo luôn nha. Cái măng này công nhận ngon chứ. Chua chua ngọt ngọt. Ừ. Nó giòn nữa. Giòn. Nó giòn. Nó giòn. Cái thịt ăn đi. Đó giờ em mới hiểu. Giòn mà ngọt á. Vì sao mà cái món này làm mưa làm gió là cả tháng trên mạng. Gây bão luôn á. Lại ngon quá sao em. Nó ngon. Ngon quá ngon. Biết sao làm mưa làm gió không? Mình làm mày nước nhiều quá. Có nước mới làm được. Hao nước nhiều quá rồi. Hao nước nhiều quá à. Vừa gọt vừa xả. Gọt đâu phải trực tiếp cái vòi nước vô trái măng cụt. Không. Cái ý nghĩa là mưa làm gió là nó đang nổi luôn. Đang nổi ngon ngon lắm. Đây mình nói xả nước. Trời đây mình hiểu theo cách dân quê mình đi. Tổng năng chị cao nhưng không hiểu dữ vậy. Đó là ngã xuất thương. Thôi chúc cô ăn. Quá trời cô. Đây là chị Hương. Ăn cái đuôi hả? Cái đuôi đi. Có người thích chị Hương. Em mới quất miếng măng cụt á. Ai chế gấp chế. Ngon. Giòn nữa. Cái hộp nó sao vô? Quá giòn. Nó bùi không? Bùi. Mà nó có đắng không? Không. Không. Cái hộp nó ngọt. Nó giòn nó ngọt. Tôi nghe thằng nhỏ. Không biết làm thử nữa. Không biết sao thì đây là cái cây quay hết pin. Cầm tay không được hả? Cầm tay bị gung. Lúc là thôi thôi đây đây thôi. Lúc giờ miếng thịt nữa. Ăn gấp phải miếng thịt nữa. Trời trời lúc măng cụt không? Để ăn măng cụt cho biết này rồi. Này là sao? Sao? Đi mau. Sao sao nào? Ngon nó giòn nó ngọt. Giòn nó ngọt. Ăn măng cụt rồi ta thưởng thức xong rồi cái mùi măng cụt nó ra sao rồi nó đưa cái miếng thịt gà vô một cái nó hợp. Lại hại thiệt quá. Vừa thịt gà vừa măng cụt đâu biết nào ngon. Giòn ngọt. Giòn mềm. Dạ. Đưa cho anh mặt này. Cả nhà ơi, nếu mà cả nhà mình chưa có ai làm thử qua cái món này á thì nếu mà thấy thích á thì mình làm ăn thử nha. Hương thấy là số 1 luôn. Hồi đó giờ ở dưới quê á là Hương làm chế biến ra chuối cây hoặc là
củ hủ dừa, ngó sen, nhưng mà Hương thấy bữa nay cái món này là ăn nó không thua củ hủ dừa luôn, không thua ngó sen luôn. Hương mình ở đây là củ hủ dừa là có ngon là có tiếng rồi đó. Mà trở lại đường nghề măng cục là quá dữ. Sao dữ? Dạ, của hủ dừa số 2 hả? Không, măng, của hủ dừa là mưa thôi, còn măng cục là bão rồi. Bão luôn. Ngon mệt. Ngon của hủ dừa. Miếng măng cục ngon. Ngon của hủ dừa hả? Mình trộn có thêm hành phi vô ăn thôi. Hết đỉnh hết nữa. Chất luôn. Cũng mềm nè. Anh này làm miếng quyết nè, con giòn bé nó nhỏ nè. Cũng giòn, nó không cứng. Để tiêu cho nhiều nhiều vô. Mà trái này nó béo, tới béo luôn. Có cái cô kia nói bộ cậu cấp này giảm cân hay gì thấy ốm. Có uống thuốc giảm cân không? Cô kia hỏi. Có ăn mấy ký á. Mấy ký à? Dài. Chứ không dạng kim. Phải mập qua gặp tình yêu nhìn thống cái vậy. Cái da gà nó béo mà. Ừ, da gà nó vàng ha. Ngon. Ngon nhất là này nè. Ai ăn gỏi đi mang măng cục cho. Này là cái gỏi măng cục đó, cái gà đó. Cái món này nó đã ngon rồi mà giữa Út Tờ, giữa Út Nhí với cậu hai đi ruộng về đó bụng. Hôm đó mình cũng đói bụng á. Bữa nay biết làm món này cái không có ăn cơm nhà. Nó ăn măng cục được á, cũng mềm chứ không có cứng. Mềm nó cỡ bụng đói. Ăn. Ai lựa lựa đem lựa măng cục không măng cục. Ăn gà đi để hồi còn gà không. Trời, ăn măng cục đi. Ốc Tấn giảm cân, Ốc Tấn ăn trái cây. Ăn trái cây thôi. Măng cục thì vài bữa măng món nước trầu riêng nha. Trầu riêng hả? Có trầu riêng đó. Chả giò à, trầu riêng. Không. Chả giò trầu riêng quá. Chứ hả? Ừ. Thơm có đâu. Mới nữa hả? Trầu riêng sống nè. Chiên sống. Chiên sống nhồi lại. Chiên trái giò hả? Trầu riêng chiên cái gì? Chiên á, chiên chắc mình nấy vô trong trái giò mình nhồi vô. Chiên sống. Hình như trầu riêng nó cũng già. Mình trộn với khoai môn mới mập. Đó là trầu riêng không? Anh Út để anh thấy thì đang làm. Anh để cho khoai môn thêm quá cho nó bùi lắm. Bữa nay công trình tới đâu về cậu hai? Hai chịu mãi dựng được mấy cột à. Sáng giờ mưa quá. Làm chưa? Làm chặt lá xé ra rồi. Đúng lá thì mưa đúng. Giác vô dựng cột đó nè. Chiều nay cầm được mấy cột. Nhà thưởng cho hai người chăm sóc cực khổ. Cầm sóc măng cột. Cầm măng cột à? Gọt gọt gọt. Cái ba tình yêu dòm cho kỹ nha nghe, rồi học ở đây là nghe rồi ăn coi. Con dữ lắm. Hồi nào tới giờ mới được cái gỏi này là hả hẳn nhất á. Cái mỡ mấy bà cậu. Ngon không cậu? Hả? Ngon không? Ngon. Cậu khen ngon là dữ lắm rồi đó cô chú anh chị. Ăn thịt vô. Chua chua ngọt ngọt. Dạ. Bà con thì thích ăn gỏi nè. Dạ. Có thêm củ hành sống nè, ăn vô cái nó nồng nồng. Múc miếng măng cụt nữa coi. Mấy gỏi này nè. Trộn có cái củ cải đỏ vô nó cũng ngon giòn. Ừ. Ăn. Mà sắc nó đẹp, bắt mắt. Nãy giờ ăn măng cụt không à? Giờ măng cụt thôi, đang giảm cân mà. Trời ơi, ta cá không nổi. Cũng cục nhiều lắm, ăn mấy cũng ngọt, ngon. Nam thì cũng đợi cậu hai chuẩn bị sẵn rồi cái gia đình Nam cũng nhín gà ngày nha. Cái phụ cụ hai để dựng cái chòi lên xong rồi Nam cũng sẽ quay một clip. Rồi xong rồi up cho cô chú anh chị xem. Để tí xíu đi, mấy ngày qua thì cũng có nhiều cô chú anh chị quan tâm lắm. Hỏi là cậu hai tạo kênh chưa để qua đăng ký luôn. Nhưng mà thật sự là do là Nam công việc nhiều quá cái Nam quên. Để tí xíu Nam đăng ký lại ha. Có quý cô chú anh chị nào mà yêu mến thì qua kênh tên là Hai Chiến Miền Tây.
đăng ký ủng hộ cho cậu hai, rồi khi nào mà có clip thì sẽ thông báo cho cả nhà trước 1-2 ngày gì đó để mình bà xem ha. Mấy clip vừa qua đăng lên thì cũng cô chú anh chị cũng ủng hộ cậu hai, còn hai cũng mờ cũng nhiều lắm, rồi cũng mừng. Thì hy vọng là cậu hai với mờ hai mở kênh đăng clip ra thì được cả nhà ủng hộ. Hy vọng. Anh mập. Em ăn đi. Dừng nữa, ăn sao Việt Nam nhường qua nhường lại. Ăn gà đi, măng măng cột. Gà ăn ăn thử. Miền Tây nó vậy đó cô chú anh chị. Về quê ăn gà mới đúng á. Để anh ăn măng cột cho. Để anh ăn măng cột cho. Lên bàn cơm hay là bàn ăn gì đó rồi nhường qua nhường lại, hồi là ăn xong là còn đó. Dư. Nhường qua nhường lại. Chỉ có con cá chặt là cũng hồi nhường con cá chặt. Có muối cho mặn nha. Ăn cái nhường cho ngồi đuổi vậy. Xuống chân là cá chặt. Đây mình nước mắm này là làm phun. Quá ngon hấp dẫn. Chấm nó vừa luôn hả? Chấm mà ăn cơm thêm mắm quá nào mới nha. Cái ăn vô đi. Ăn, ăn hấp miếng cháo đi, chan miếng cháo vô ăn đi. Chan miếng cháo vô, chan cho dễ nướng. Chan miếng cháo ngọt nha. Chan miếng cháo gì dễ ăn. Dễ ăn. Dễ ăn. Thôi để cậu ăn hết đi rồi múc thêm miếng cháo. Để ăn thịt đi. Đóng đúng rất thịt nữa. Ăn cái da đi nè. Da. Ồ. Ăn da đi cho đẹp da. Cho ăn da bấy miếng cơm. Bấy giờ không cơm. Ăn cơm. Cơm nữa hả? Mới ăn cơm. Cháo có món ngon, cơm ăn có đủ mà anh em ở cả nhà ăn thấy nó vui gì đâu á. Tư Tèo thì ít có tham gia tại vì hiện tại thì Tư Tèo cũng đang quay ở trong nhà với mẹ. Nên là mẹ Tư Tèo cũng ra tham gia. Tư Tèo cũng đang cắt cái trại người ta bên tay của mình. Tư Tèo biết. Ở gần mẹ. Ra ruộng. Là anh Dũng nói cho nó thôi. Nói gì ăn cùng mà. Gọt chứ không nổi như nói. Anh không có gọt chứ anh chiếu đó. Sao? Chị ngon quá mập ơi. Ăn miếng này mập. Con cục thì nó ngon. Gọt cái phạm á. Phạt luôn. Phạt luôn hả? Nãy giờ em thấy đồ gỗ nhiều quá. Trái nào cũng phạm hả vậy? Mấy miếng à? Thì hai nó mập ơi mập. Sao mà nó ngon dữ mà. Đây. Ôi. Cắt đi. Con cho con cục xương mình. Ừ. Cho bắt cải vô. Nè lắc kia qua đây. Qua đây. Lắc kia. Này qua đây nè con. Ăn thêm nữa không? Ăn miếng thịt vô đi. Không thấy. Ăn thịt cái con. Dạ. Vô rồi đó. Gắp miếng rau. Không nội ăn như cũng được rồi. Gắp rồi ngon rồi đó. Đi mà. Không có rượu ăn vô. Con gà.